SUV 7 chỗ đua nhau giảm giá cả trăm triệu tại Việt Nam, giảm nhiều nhất lên đến 180 triệu đồng. Hiệu ứng xả hàng tồn lô sản xuất năm 2022, với mức giảm giá lên tới cả trăm triệu đồng kéo dài đến tận bây giờ. Đã gần bước sang tháng 5 tháng 2023, nhưng lượng xe tồn kho sản xuất năm 2022 vẫn còn nhiều. Đặc biệt, phân khúc SUV 7 chỗ vẫn đang giảm giá mạnh, lên tới cả trăm triệu mỗi chiếc. Thứ nhất là Isuzu MU-X. Với chỉ 13 xe bán ra, Isuzu MU-X xếp cuối bảng doanh số phân khúc trong tháng 3 năm 2023. Là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc, MU-X không nằm ngoài hiệu ứng giảm giá trăm triệu đợt này. Tham khảo một đại lý Isuzu ở Hà Nội, người bán cho biết ở đây còn tồn 2 chiếc MU-X bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2022, đang chào giá 780 triệu đồng. Giá niêm yết của hãng là 900 triệu đồng. Như vậy, giá xe giảm 120 triệu đồng. Hiện tại, MU-X đã về bản nâng cấp nhẹ 2023, tuy nhiên sự khác biệt là không nhiều. Bản mới chủ yếu khác ở động cơ tiêu chuẩn Euro 5. Ngược lại, những mẫu xe bán chạy cũng giảm giá mạnh để xả hàng tồn kho từ năm ngoái. Điển hình là Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe. Đối với Toyota Fortuner, các đại lý đang giảm đến 140 triệu đồng cho xe lô sản xuất 2022. Tùy từng nơi mà có mức giảm khác nhau, dao động từ hơn 100 triệu đến khoảng 140 triệu đồng. Lấy ví dụ, phiên bản Fortuner Legender 2.4 lít đang được một đại lý chào giảm giá 140 triệu đồng. Giá niêm yết của xe là 1 tỷ 259 triệu đồng. Giá sau giảm chỉ còn hơn 1,1 tỷ đồng. Fortuner hiện là xe bán chạy thứ 3 phân khúc, sau Santa Fe và Everest. Trong tháng 3 năm 2023, doanh số mẫu xe này đạt 382 xe. Mẫu xe bán chạy top 2 phân khúc là Hyundai Santa Fe lại có mức giảm giá mạnh nhất. Đa số đại lý chào giảm giá xe 140 đến 160 triệu đồng, tuy nhiên, cá biệt có nơi giảm tới 180 triệu đồng. Phiên bản được giảm giá mạnh nhất là máy dầu cao cấp, đang có giá niêm yết là 1 tỷ 375 triệu đồng. Trong tháng 3 năm 2023, Santa Fe có 514 xe bán xe. Mặc dù đứng thứ 2 phân khúc, doanh số mẫu xe này bị đối thủ Everest bỏ cách biệt, với khoảng cách lên tới khoảng 500 chiếc. Ngoài ra, các mẫu SUV 7 chỗ khác cũng giảm giá mạnh để xả hàng tồn trong đợt này, tuy chưa đến con số trăm triệu. Pajero Sport đang được đại lý chào giảm đến 80 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2022, còn Everest có nơi giảm khoảng 50 triệu đồng sau nhiều tháng bị bán bia kèm lạc, đến tận 200 triệu đồng.